Một thực trạng đáng lên án là rất nhiều vụ việc do mâu thuẫn tình cảm, các đôi nam nữ xô xát, dễ dàng đoạt mạng nhau, dẫn đến những cái chết vô cùng thương tâm. Vào ngày hôm qua, tại một khu phòng trọ thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, một nam thanh niên nghi là đã dùng dao sát hại bạn gái rồi tự sát sau đó. Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trung Tuấn, sinh năm 1991, quê Bến Tre, đến chơi ở phòng trọ chị Tăng Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1989, quê Sóc Trăng. Giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Chị Tuyền kêu cứu với nhiều vết thương trên người, còn Tuấn bị dao cắm trên ngực, nằm bất động trong phòng trọ. Cả hai nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.